あ、ごめん。柔らかめが好きだったよね。だってちょっと柔らかいぐらいの方がいいよ、何事も。え？なんかさ、母親としてとか母親だからとか固くなってない？娘の考えてることが分かんないとか、娘と何話していいのか分かんないとか、うん、まあ多分世の中の 99.5% の母親がみんなそう思ってると思うけど、あなたは確かに今は母親だけど、27年前は今のあの子と同じ14歳の女の子だった。誰だって一度は14歳だった。もうそれをすっかり忘れて、お母さん頭で固くなっちゃってませんかって話。今日はそれを溶かすために来ました。私知ってるでしょ。うん、いやってほど知ってる。そう、あなたはね、私だった。27年前、あなたはこんな女の子だった。制服懐かしい。そう、これそんなこと言って今しか着られないんだから大事に着なさいよ。ね、制服じゃなくてもっとおしゃれな服が着てみたいとか、そういうことこそが私たち14歳にとって最大の問題。大人になると小さなことに思える問題も私たちにとっては大事な問題なの。それが14歳ってもの。忘れちゃった？あの子も同じ14歳。あの子の考えてることが知りたいなら、まずは自分が14歳の時に何考えてたか思い出してみよう。思い出したくない。ダメ、思い出すの。覚悟はいい？いくよ。因数分解なんか将来何の役に立つのか全然分かんなくてイライラする。部活の先輩が決める勝手なルールにイライラする。好きな人が他の子を好きな気がしてイライラする。人が自分の嫌なところしか見てくれてないような気がしてイライラする。子供扱いされるとイライラする。自分で何でもできるようでいて、実はまだ自分で何もできないからイライラする。できてほしくないところばっかりにニキビができてイライラする。イライラする、イライラする、イライラする。毎日イライラする。これが私の頭の中で、もしかしたらあの子もかも。怖い。そう？他でもない、あなた自身が考えてたことだけどね。あ、ちょっと溶けてきた。で、ここからが大事。あなたが私だった時どう思ってた？このイライラをどうしたかった？吐き出したかった。ちょっと、アイス食べてる時にその言い方は良くないよ。ごめん。つまり？どういうこと？聞いてほしかった。あ、そう、聞いてほしいんだと思うの。でもそれ聞くの私自信ないや。言い返されるとこっちもカーッとなっちゃってすぐ喧嘩になっちゃうし。何も言わないって諦めてるの？かたい。当たり前でしょ。母親って言ってもその前は普通にただの女の人なわけだし、その前はほらね、ただの女の子だから自信なくて当たり前だと思うんだ。でも一応あなたも元14歳、先輩だもん。聞いてあげるくらいのことはできるんじゃない？で、自分がどうだったかとか、どんなこと考えてたかとか話してあげることくらいできるんじゃない？話すだけ？そう、話そうよ。あなたの話をして、あの子の話を聞いて、話して聞いて、また聞いて話して、そしたらちょっとは何かわかるかもしれないよ。あ、とか言ってたらちょうどよくなってきた。うん、これこれ、このクリーミーな感じがフルーツソースといい感じで絡まっても最高のタイミングじゃない？あー、うん。ただいま。あ、おかえり。頑張れ、私。早かったね。あ、部活ない日だっけ？そっか、そうだよね。誰かいたの？ううん、ただパナップ食べてただけ。食べる？別にいいけど。はい、うん、ごめん、柔らかめが好きだったよね。ゆっくり食べよう。そのうち溶けると思うから。そうだね、話そう。パナップ。Xin chào các bạn. Có lẽ là khi các bạn xem đến đoạn này rồi thì chắc hẳn là chúng ta đã xem xong đoạn clip quảng cáo do cô nàng Ashida Mana đóng rồi phải không nào?
Đây là một cái đoạn quảng cáo rất là thú vị. Và cái đoạn đầu các bạn có thể thấy đó là cái cuộc nói chuyện giữa bà mẹ cùng với nhân vật mà do Ashiramana đóng, chính là người mẹ khi mà còn 14 tuổi. Thì cả một cái đoạn nói chuyện dài ban đầu đấy là cái đoạn hội thoại giữa người mẹ và chính mình, giữa người mẹ và với một nhân vật là chính mình khi mà còn 14 tuổi, nói về những cái rắc rối hay nói về những cái tâm tư suy nghĩ của một cô gái khi còn 14 tuổi nhá. Và cái đoạn cuối các bạn thấy là lại một Ashiramana nữa xuất hiện, nhưng mà đó là nhân vật đứa con thật của bà mẹ này, bây giờ đang 14 tuổi. Và đây là một clip mà mình tìm thấy, tình cờ tìm thấy ở trên mạng thôi, và sau khi xem xong thì mình thấy rất là muốn chia sẻ với mọi người để cho chúng ta vừa có một chút là những cái phút giây giải trí này, và ngoài ra cũng có thể học được thêm với tiếng Nhật nữa. Và chia sẻ với mọi người là thực ra hôm nay như các bạn cũng thấy đây, đây mình đã chuẩn bị nguyên cả một bộ đồng phục của nữ sinh Nhật Bản, với mục đích ban đầu là mình định là sẽ vừa cho các bạn xem clip này và vừa ngồi dịch từng lời thoại trong clip đó. Thông qua đó thì giúp các bạn vừa học được từ vựng, ngữ pháp và cả cách dịch luôn. Thế nhưng mà rất là buồn đó là ngồi từ sáng quay đi quay lại mấy lần thì mình thấy rằng là cái việc mà ngồi vừa cho các bạn xem clip và vừa ngồi đọc thoại và vừa ngồi dịch á, thì cảm giác là nó không khiến cho mình có cái cảm giác thực sự là thỏa mãn để mà truyền tải kiến thức, để mà dạy được. Thế nên là mình nghĩ rằng không biết là với một cái clip như thế này rồi thì phải chăng là cái việc mà cho các bạn xem luôn một cái clip và vừa thể nghe, vừa có thể nghe này, vừa có thể xem sắp Nhật này, vừa có thể xem sắp Việt, thì có lẽ là sẽ giúp cho các bạn học được một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn chăng. Chính vì vậy mà mình đã để clip nguyên từ đầu như vậy. Và hy vọng là nếu như mà các bạn nghe thấy nó hiệu quả thì ok rồi, nhưng mà có đoạn nào mà chúng ta thấy không hiểu á thì chúng ta phải nghe đi nghe lại một vài lần để cuối cùng nó sẽ ngấm ra, thì có khi sẽ hay hơn chăng. Và ok, và clip của mình hôm nay chắc là sẽ kết thúc tại đây thôi, không có gì cả. Tại vì mất công mặc nguyên một bộ đồng phục chuẩn bị như thế này rồi nên đoạn cuối cũng muốn ngoi ngoi lên một chút để nói chuyện đúng không? Sắp đến kỳ thi tháng 7 rồi, hy vọng là các bạn đang ôn thi tốt và chuẩn bị tâm lý mọi thứ thật là tốt cho kỳ thi sắp tới nhá. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Minasan otsukaresama desu. Bye bye. Bye bye. Thầy Dũng ngồi kia kìa. Nói mãi không được mọi người ạ. Bye bye mọi người nhá. Bye bye. Truy cập ngay website dũngmori.com để tham gia khóa học tiếng Nhật online N5 hoàn toàn miễn phí cho người mới bắt đầu.